Một guồng quay mới chuẩn bị bắt đầu và chúng ta sẽ lại đến với những giải đấu thuộc hệ thống Việt Football. Nhóm giải đấu được coi là danh giá và được mong chờ bậc nhất trong làng Phủi, không chỉ là của Hà Thành mà bây giờ còn là ở tầm quốc gia. Và bây giờ sẽ là sự khởi đầu của mùa giải năm nay với vòng playoff giải hạng nhì Cúp Việt Football 2021 HL2S4 và MUSVN, một trong những cộng đồng fan club lớn nhất tại Việt Nam và cũng là đội bóng fan club giàu thành tích bậc nhất hiện tại. Sẽ là một màn đối đầu rất thú vị giữa hai đội bóng đều sở hữu nhiều nhân tố trẻ. Vòng đấu chính thức của giải hạng nhì năm nay. Để tiện cho quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng điểm qua đội hình của cả hai đội thật nhanh. Bên phía MUSVN, pha chạm bóng vừa rồi là của số 9 Phạm Đức Quân. Đứng trước bóng sẽ là số 5 Việt Phú. Cầu thủ đã có cơ hội đối mặt thủ môn ở những giây đầu tiên. Sút bóng rất tốt và tỷ số là 1-0 dành cho cầu thủ Linh Tiến. Nguyễn Văn Tú là người lập công với một quả rocket thực sự chất lượng. Đại diện Hà Nam đã nhanh chóng giới thiệu với làng Phủi Hà Thành họ là ai. Một pha mồi vụt không thể chê vào đâu được. Thủ môn của MUSVN đã khẽ chạm được những đầu ngón tay vào bóng, nhưng như thế là hoàn toàn chưa đủ. Lại một cú mồi bóng, Phương Nhô sút tiếp. Phương Nhô là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất kể từ đầu trận, nhưng chân sút bốn mắt bên phía MUSVN vẫn chưa bén duyên trong ngày hôm nay. Lần này thì không phải là một cú úp mù hết lực mà là pha xử lý nắn nót, nhưng kết quả thì vẫn chưa đổi. Những cầu thủ đeo bata nhìn luôn rất nguy hiểm trên sân. Đây là khoảng trống dành cho Phương Nhô. Tiếp tục là số 4. Vụt luôn, cú đá rất tốt của Phương Nhô nhưng không có bàn thắng dành cho MUSVN. Pha dứt điểm không cần đà, cú đá dấu chân thực sự bất ngờ. Tình huống đẩy bóng của thủ môn Tiến Việt công bằng mà nói là cũng chưa chuẩn chỉ nhưng đủ để cứu thua. Những phút khó khăn nhất kể từ đầu trận cho Linh Tiến. Đây có thể là cơ hội của họ. Tuyến Hải, Văn Tú, hãy cẩn thận với Văn Tú, sút bóng. Vẫn là cái chân phải rất chất lượng của Văn Tú. Những cú gõ búa thực sự giàu sức nặng của số 10. Một pha chạy chéo và cái lườn rất dẻo đã giúp anh vặn được trái bóng vào trong. Rót bóng vào, đánh đầu. Nỗ lực bắn cắt không thành công của Trọng Tâm, một trong những cầu thủ có thể hình nhỏ con nhất sân. So với hiệp 1 thì chúng ta đã được chứng kiến một kịch bản khác khi Lĩnh Tiến là đội đang chủ động chơi chậm và chắc ở phần sân nhà. Trong khi MUSVN được nhường sân, thể thức lượt đi lượt về cũng sẽ mang lại những tịch kính, những sự kịch tính được đẩy lên cao dần. Pha xử lý của Trọng Tâm khá hay, dứt điểm không vào. Dấu ấn tiếp theo của cầu thủ nhỏ con mang áo số 11. Rất lắt léo, như tôi đã nói thì nghe tên thôi là biết anh có khả năng giữ thăng bằng cực tốt rồi. Hay chính xác hơn là kể từ khi vào sân là chưa tốt. Khá nhiều tình huống xử lý lỏng chân của thủ này, nhưng đây là pha bóng hay, không được. Không rõ quyết định vừa rồi của Trọng Tâm là gì. Hết sức đáng tiếc cho MUSVN khi số cơ hội của họ ngày hôm nay là quá nhiều. Vẫn đang chơi rất năng nổ. Tiền đạo này thực sự giàu năng lượng. Đường chuyền non, mất bóng nguy hiểm rồi. Đây là cơ hội dành cho Linh Tiến. Ngon ăn rồi, không vào. Lại là Văn Tú. Nếu là cây chân phải thì có lẽ mọi thứ đã khác rồi. Trong Linh Tiến hoặc MUSVN không thể có mặt ở giải hạng nhì thì đều là hết sức đáng tiếc. Phương Nhổ mồi bóng, cú sút, bóng lập bập. Rõ ràng là sân trơn đã làm khó các thủ môn. Cú đá không quá mạnh, nhưng bóng đi la la dưới mặt đất. Và đã lại là Trọng Tâm, xoay người dứt điểm rất hay, nhưng không thắng được thủ môn của Linh Tiến. Tiến Việt đã ngồi rất nhanh ở tình huống vừa rồi. Một cầu thủ của Lĩnh Tiến đã bị chuột rút. Những phút cuối hứa hẹn sẽ là thử thách cho bài toán thể lực của họ.
khá nguy hiểm, bóng đã trúng vào cột dọc. Thiếu chút nữa thì thần may mắn lại mỉm cười với MUSVN. Một tình huống tưởng chừng không có gì, nhưng nỗ lực cản phá của hậu vệ Linh Tiến đã khiến thủ môn Tiến Việt bị lỡ trớn. Khá hay, dứt điểm, không được. Thêm một cơ hội ngon ăn nữa trôi qua. Hai cầu thủ tên Mạnh đã thiếu chút nữa tìm thấy nhau. Những phút thực sự căng thẳng khi thời gian đang trôi về quãng cuối. Sút bóng vẫn không vào, phản xạ quá tuyệt vời. Một pha cứu thua điểm 10 của Tiến Việt. Và trọng tâm tiếp tục phải trải qua cảm giác tiếc nuối sau mỗi lần ra trận. Cú đá căng ở cự ly gần. Tình huống mồi bóng hơi khó hiểu, cao thủ của MUSVN đã mất wifi ở tình huống vừa rồi. Đây là cơ hội cho Linh Tiến, đường chuyền hay, đáy biên. Làm gì? Gạt vào trong. Rất lắt léo, dứt điểm. Không thắng được thủ môn Đức Hậu. Hải Thuận đã rất nắn nót, rất kỹ càng ở tình huống xử lý này. Quyết định của anh là đi sang trái và đưa ra cú sút chân trái tiếp theo của vòng playoff giải hạng nhì Việt Football HL2S4. Cặp đấu đáng chú ý nhất ở sân số 2 sẽ là cặp đấu giữa Team Bé và rất nguy hiểm. Và đã có bàn thắng dành cho MUSVN rồi. Ở những phút cuối cùng thì Linh Tiến đã đánh rơi lợi thế của mình. Pha lập công là của Nguyễn Văn Mạnh, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị. Chúng ta đang nói tới màn đối đầu giữa Team Bé và Đại Từ, thì MUSVN và Linh Tiến cũng đã chứng minh, dù đây không phải là những đội bóng quá nổi về mặt danh tiếng hay lực lượng, nhưng cặp đấu này cũng đáng theo dõi hơn bao giờ hết. Không ai kèm Văn Mạnh cả, trái bóng đã tìm đến anh. MUSVN vẫn không hề nao núng. Chúng ta phải thừa nhận là như vậy, ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất thì họ vẫn tự tin thực hiện những pha ban nhỏ. Trung thành với cách đá của mình, Phương Nhô băng lên. Tỉa bóng, cơ hội, trọng tâm, trọng tâm, không vào, vẫn không thắng được Tiến Việt. Tình huống quan sát đầy nhãn quan của Phương Nhô. Cú đỡ bóng đầu tiên của trọng tâm là chưa thật tốt, nhưng sau đó thì vẫn thực hiện được một pha vặn trái. Lục Anh Tuấn tỉa bóng, vẫn là trọng tâm, lần này là chân phải. Không khó, hậu vệ của Linh Tiến đã ập vào rất kịp thời. Liên tiếp là những pha lên bóng hay, cơ hội. Không được rồi, không có bàn thắng cho Linh Tiến. Và tình huống hỏng ăn vừa rồi cũng đã khép lại một màn đối đầu quá hấp dẫn. Được chứng kiến một kịch bản rất mở ở trận lượt về vào ngày mai. Cơ hội dành cho Linh Tiến và MUSVN vẫn là còn nguyên và rất rộng mở. Và cả hai đội bóng này, cả hai đội bóng trẻ đều đã thể hiện được khí chất cũng như là tương lai sáng lạn của mình. Và hãy chờ xem sau ngày mai ai sẽ là những người có mặt ở giải hạng nhì. Chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi trong giây lát trước khi đến với loạt trận tiếp theo.